Xin chào quý vị và chúng ta lại quay lại với lại chuyên đề về cái giống lúa. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thông tin kỹ thuật của giống lúa OM48 nhé quý vị. Đây là giống lúa dạng gạo thơm cao cấp của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long lai tạo ra. Quý vị hãy nhấn đăng ký và chia sẻ kênh để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé quý vị. Hãy ủng hộ kênh của chúng tôi nếu thấy hữu ích nhé. Và đối với lại cái giống lúa OM48 này, nó là một cái giống lúa thơm cao cấp. Chúng ta sẽ được tìm hiểu trực tiếp trên đồng ruộng như sau. Chúng tôi đang đứng trên một miếng ruộng, nó có một cái kiểu hình rất là đặc biệt quý vị ơi. Cái kiểu hình này gần giống như giống ST24, ST25. Lá đồng cao dài hơn 60 cm và bông lúa thì to và dài, đặc biệt là cái hạt rất là dài quý vị. Hạt dài ha, chúng ta nhìn nè. Hạt dài và giàu gạo chắc, cái độ giàu gạo trong cậy rất là tốt quý vị ơi. Giàu gạo trong cậy rất là tốt ha. Và bông nó dài ha. Bông khá dài. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem đây là giống lúa gì nhé. Giống lúa này hiện nay đang trồng được ở vụ Đông Xuân 2022 2023 tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là giống lúa OM48 quý vị ơi. Giống lúa OM48 của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long lai tạo ra. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số đặc tính nông học về cái giống OM48 nhé. Cái giống lúa OM48 này nó có nguồn gốc từ cái tổ hợp lai FNL478 và cái OM4218. Với lại cái giống Lộc Trời 18 và được lai tạo bởi Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Về đặc tính nông học thì thời gian sinh trưởng của nó là từ 97 đến 102 ngày. Số bông trên 1 mét vuông là từ 310 đến 340 bông. Cái giống này có khả năng chịu được, chúng ta có thể xạ dày ha. Và số hạt chắc trên bông là từ 80 đến 90 hạt. Khối lượng 1.000 hạt là từ 26 tới 27 gram. Tiềm năng năng suất là 5.8 5 đến 8 tấn trên 1 hecta. Về cái phẩm chất gạo thì cái tỷ lệ gạo nguyên là 55 đến 60%, tỷ lệ bạc bụng 1 đến 3% và chiều dài hạt của nó là từ 7,8 đến 7,9 mm quý vị. Chiều dài hạt gạo mà ở mức 7,8 7,9 mm là rất là dài nha quý vị nha. Và cái độ trở hồ là cấp 6, độ bền gheo là 75 đến 80 mm. Hàm lượng amilo là từ 16 đến 18%, đặc biệt đây là cái giống thơm đậm quý vị. Cái giống này thơm đậm và có tính chống chịu phản ứng với độ ôn thấp ở cái cấp 1 3 và gầy nâu là cấp 3 đến 5 trong điều kiện thanh lọc nhân tạo. Chúng ta thấy rằng đây là một cái giống mà nó có cái hạt gạo dài từ 7,8 đến 7,9 mm, thì so với lại cái ST24, ST25 là không thua gì hết quý vị. Và cái ruộng mà chúng ta thấy rằng là nó có cái kiểu hình là cái lá đồng nó dài và nó hơi nghiêng, cái kiểu hình gần giống như cái giống ST24 ở trên đồng ruộng bà con chúng ta làm. Và giống này đặc biệt là nó có cái thơm đậm, nên là cái điều kiện mà chúng ta sử dụng trên đồng ruộng của mình, bà con chúng ta bán chắc chắn giá sẽ được rất là cao. Đây là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về giống OM48, một trong những cái giống lúa mà chúng tôi đánh giá hiện nay về phía cảm quan của tôi thì thấy hiệu quả rất là cao trên đồng ruộng của mình, và đặc biệt là năng suất cao và có cái mùi thơm đậm. Với kiểu hình hạt rất là dài nên là nó thơm dẻo và bà con chúng ta sẽ rất là thích giống này. Đây là điều đầu tiên mà chúng tôi thấy được. Đó là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về giống OM48. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị và chia sẻ đến những bà con nông dân khác cùng xem để hiểu thêm một số cái giống ở Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long nha quý vị. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ. Và chúng tôi xin được thông tin thêm với quý vị trong cái ngày đánh giá về cái giống lúa trình diễn vụ Đông Xuân 2022-2023 tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long ngày 16 tháng 2 năm 2023. Thì giống lúa OM48 này được đánh giá là một cái giống lúa nhóm gạo thơm cao cấp và nó đạt được top 2 trong cái kết quả đánh giá cơm ngon với 53,2% số phiếu bầu trong cái nhóm là được 500 đại biểu khách mời tham dự đánh giá. Và để tiện liên lạc với lại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, khi mà chúng ta muốn biết về những thông tin giống lúa thì chúng ta có thể liên lạc với số điện thoại của hai vị đại diện như sau. Thứ nhất là anh Đoàn Mạnh Tường, giám đốc trung tâm chuyển giao kỹ thuật Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, số điện thoại là 0974 875 145. Số thứ hai đó là tiến sĩ Mai Nguyệt Lan, phó phòng khoa học và chuyển giao hợp tác quốc tế Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, số điện thoại là 0962 517 545. Đó là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về giống lúa thơm cao cấp OM48. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị. Hãy nhấn đăng ký kênh và chia sẻ thông tin của kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.